Festival Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ 13 năm 2022 với chủ đề Hành trình di sản Ayaru Phú Yên do Trường Đại học Xây dựng miền Trung thuộc Bộ Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại tỉnh Phú Yên. Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 13 có 24 cơ sở đào tạo chuyên ngành kiến trúc sư của cả nước với gần 600 sinh viên và hơn 120 giảng viên tham gia. Với chủ đề Hành trình di sản Ayaru Phú Yên, ban tổ chức mong muốn gắn kết các nội dung chuyên môn nghề nghiệp với các vấn đề phát triển quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Phú Yên tới sinh viên kiến trúc và xã hội. Các hoạt động của festival sẽ được diễn ra trong 5 ngày.